Đừng quên mang theo cuộn giấy vệ sinh. Cần tắc thì vô ai nấy. Truyền thuyết kinh dị Nhật Bản kể rằng có một người đàn ông tên là Akamanto luôn mặc một bộ quần áo là áo choàng đỏ trên người. Hắn sẽ xuất hiện ở nhà vệ sinh của nữ bên trong căn phòng thứ tư, nhưng ai bước vô thì cũng bị hỏi thôi. Trên tay là hai cuộn băng vệ sinh, bạn chọn màu nào? Nếu bạn chọn màu đỏ thì ngay lập tức sẽ bị đâm chết một cách dã man để nhuốm một màu đỏ như máu. Chọn cuộn màu xanh thì cơ thể sẽ bị hút cạn sạch máu cho tới khi nào người xanh xao. Chọn một màu nào khác thì ngay lập tức bạn sẽ bị tống xuống dưới địa ngục. Có người nói rằng nếu chọn màu vàng thì đầu của bạn sẽ bị nhấn lại bên trong bồn cầu cho tới khi tắc nghẹt thở mà chết. Cách duy nhất để sống sót, mình bật mí nha, không trả lời gì hết, đánh lạc hướng, lờ hắn ta đi và chạy nhanh ra khỏi nhà vệ sinh nhất có thể. Nhưng mà đi vào nhà vệ sinh mà thấy ai lạ lạ thì chạy ngay đi trước khi bị hỏi thì hơn, chỉ xui cho ai đang đi vệ sinh dở chưa kịp thì mình cũng không biết cách nào để cứu sống bạn nữa.